Em nói là em làm biếng việc nhà thôi, nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu đi em. Dạ, đầu tiên em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, em chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Đan Phượng. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là em bán bún bò. Bán bún bò, bán ở đâu? Dạ, em bán ở nhà tỉnh Bình Phước chị. Thị xã Bình Long. Bình Long, Bình Phước. Là quê mình Bình Phước luôn hay sao em? Dạ, quê em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Xuống Bình Phước bán bún bò? Dạ. Bây giờ là sống dưới đó luôn? Dạ. Rồi, có nghĩa là hôm nay từ Bình Phước lên đây tham gia chương trình? Dạ, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên cạnh. Và chào toàn thể mọi người ở đây. Mình là Trịnh Ngọc Dũng, mình đến từ Bình Phước. Và quê quán cũng như bạn gái bên cạnh là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình thì lập nghiệp trên đó và hiện tại mình đang sống ở Bình Dương. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ngày xưa thật là xưa, có hai bạn quê thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Bình Phước, không bao giờ gặp nhau. Và ngày nay hai bạn đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là cái duyên đầu tiên ha. À, hỏi coi có gần nhau không? Em có nghe qua là bạn Bình Long và em ở Lục Ninh là cách bạn khoảng 20 cây số. 20 cây số. Em làm nghề gì nãy giờ em chưa giới thiệu? Em hiện tại là kinh doanh một quán trà sữa. Ồ, bên bán bún bò, bên bán trà sữa. Ăn bún bò, uống trà sữa có sao không ta? Chắc không sao được. Được không? Được ạ. Được ha, hợp lý à. Vậy là phối hợp kinh doanh được phải không anh? Hai bạn có thể làm ăn khá rồi đó. Thì tụi mình sau này cứ hợp tác làm ăn đi. Ờ. Bây giờ mình giới thiệu cho bạn trai nghe ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em năng động. Em thích công việc cũng là kinh doanh tự do giống như bạn trai ở bên á. Em có khả năng sáng tạo nhiều và nếu mà nói về công việc kinh doanh á thì em thích đi đầu những cái xu hướng mới. Khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ? Làm biếng vào việc nhà. Rồi em bán quán ai dọn dẹp? Dạ, mướn người hết chị. Mướn người hết? Dạ. Em làm cái khâu gì trong cái bán quán? Em múc tô tính tiền thôi chị. Em múc cho anh hai tô bên đây của em. Đang đói à. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em thì sao? Khuyết điểm là khi tiếp xúc với người lạ thì em hay trầm tính và ít tiếp xúc được. Thứ hai là em cái điểm anh hơi kỹ tính nên đang ra nhiều người nói em là khó chịu. Có nghĩa là mọi thứ sạch sẽ đó. Còn cái ưu điểm thì em có thể nấu ăn được, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh thấy cũng đâu có gì khuyết điểm lớn đâu đúng không? À, ý là kỹ tính quá thì nhiều người họ sẽ cho mình là khó chịu chu toàn quá. Phải là chu toàn hết. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ. Em thì hiện tại trải qua đã 2 mối tình rồi. Mối tình nào là dài nhất? Mối tình là cấp 3. Sau này thì chỉ tìm hiểu một vài người và không hợp thì chỉ vài tháng là... Vài tháng cũng chưa phải gọi là mối tình ha. Dạ. Rồi tình trường mình sao? Trải qua mấy mối tình em? Em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là quen nhau được 1 năm. Lý do sao chia tay? Ảnh không chịu cưới. Em có nói với ảnh không? Em có nói, em cầu hôn luôn chị. Em cầu hôn trai luôn hả? Dạ, em cầu hôn mà từ lúc mà theo đuổi cho tới tỏ tình là em làm hết anh. Trời đất ơi, cô bên kia cá tính mạnh mẽ lắm mà nha. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích đàn ông tính tình hiền lành. Bên đây có hiền đó. Có đạo đức. Có đạo đức. Đạo đức có luôn. Em không có ngại cái chuyện mà khó tính hay là kỹ tính đâu. Em nói là em làm biếng việc nhà thôi, nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều chị. Bạn này ít nói, đúng như ý em luôn. Chững chạc, biết nhường nhịn. Tại vì em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Cao thấp, mập lùn, mang yến đen thế nào, nói luôn đi. Tướng thì chắc là cao bằng em trở lên. Em cao 1m65 chị. Rồi. 65. Bảo đảm luôn. Anh cao mét nhiêu anh? Trên 65. 65 rưỡi. Được không? Tại vì bình thường em ăn rất cao không à. Còn gì nữa? Quần áo, ăn mặc thì sao? Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ em chào anh. Đáng lẽ em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi. Nó rách đều luôn á. Dạ không sao, dép lào, quần rách, nói chung là ăn mặc đơn giản một tí. Nhưng mà vậy đi với em ra đường không xứng rồi sao? Không chị, đại gia với chân dài mà đại gia đâu còn đẹp.
Cái cô này có những cái suy nghĩ lạ lắm nè. Được. Ghét cái gì nhất, cái tật xấu của đàn ông á? Hay nói xấu người khác á. Em có nói xấu ai không em? Thỉnh thoảng anh. Thỉnh thoảng. Trời đất ơi, nói xấu ai vậy? Thỉnh thoảng anh nói xấu vợ thôi. Thỉnh thoảng nói xấu vợ sau này anh. Vợ em nên đâu sợ đâu, cả sớm đều sợ mà. Anh thấy bên kia yêu cầu sao giống em dữ lắm luôn rồi đó. Ha, giống 80% trở lên đó. Bây giờ bạn trai ơi, bạn gái kiểu như là sống tự lập, hơi cá tính, bản lĩnh, em có ngại không? Dạ không ạ. Về là vợ coi như là nắm quyền hết không? Tại vì nếu mà được những phụ nữ và là bản lĩnh như vậy thì chắc chắn thì em sẽ thành công hơn bây giờ nữa. Đúng rồi, có nhiều người sợ vợ mình sợ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Hay đuôn rách đúng theo yêu cầu của bạn. Sao cái đó nổi quá vậy? Em thích gu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa trên tay, ủa sao con trai đeo vòng chi vậy? Thì mình thích thì mình đeo thôi chị. Ủa cái đó vòng nữ em ơi. Đâu, cái này của Tài Thiên mà. Cái vòng kim cô hả? Đúng rồi. Ai đeo cho em vậy? Em tự đeo, thích thì mua thôi. Rồi bài thần chú ai giữ? Bài chú thì để sau này vợ giữ. Đưa cho vợ ha. Dạ, quậy rồi. Quạng vợ đọc thần chú là nó siết vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn ông mang vòng, đeo vòng mà mang giày cam thì cũng không. Anh bên này cái gu thời trang cũng lạ lắm nha. Ủa giày đỏ chứ. Đỏ mà đỏ chói giống cam luôn á. Bên này cô này rất là fashion rồi. Bên này ta có gu, bên này hơi gu lạ. Em có hút thuốc, ăn nhậu, cờ bạc gì không? Dạ hút thuốc thì không. Ăn nhậu thì thỉnh thoảng lâu lâu có hội họp bạn bè chứ không thường xuyên. Ủa con trai biết nhậu được không? Dạ em biết nhậu luôn mà. Ủa vậy hả? Em nhậu nhiều không? Người ta uống nhiều mà chị. Ngang ngửa con trai luôn hả? Lần em uống nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc là hơi nửa thùng. Hả? Thôi chịu nổi không cưng? Thì em rót bia cho bạn uống được. Hai bạn này thấy hợp á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì bạn trai thì rất là phù hợp với cá tính của Phượng. Phượng có cá tính rất là mạnh. Phượng thích kinh doanh, mạo hiểm, tiếp phụ nữ, năng động, luôn hướng về phía trước, không muốn dừng lại phía sau. Phượng không phải là một người phụ nữ tiếp phụ nữ ủy mị. Bạn ấy rất là mạnh mẽ. Không được thì bạn ấy sẽ cho qua. Hai người rất là tương đồng. Mình thì thích uống trà sữa nên mình rất thích anh ấy. Rồi. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị và những bạn đồng nghiệp cùng chung chỗ làm. Anh chị ruột á hả? Dạ. Dạ anh chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em là chị ruột của Trịnh Ngọc Dũng. Em thấy em là nó hiền. Còn đối với bạn gái thì nó thích một bạn gái mà cái mẫu mực có chững chạc xíu. Không như tính tình, không tính tình con nít. Như bạn gái đây thì đã chững chạc rồi, đã tiếp xúc ngoài đời thì không còn con nít trẻ con nữa. Thì em nghĩ hai bạn này sẽ tiến với nhau rất là được. Giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn sẽ mặt nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Anh có món quà đó là sản phẩm của quán anh, đó là trà sữa. Em cảm ơn. Tặng em cái cụ xí ngầu này. Anh tên Dũng, anh bao nhiêu tuổi mà em nghe không có được rõ. Nãy anh chưa giới thiệu tuổi mà. Ủa vậy hả? Sinh năm 90, anh hiện tại 28 tuổi, còn em? Em nhỏ anh 2 tuổi. Chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Thấy ảnh thì sao? Em rất là hiền. Bạn gái hôm nay là đã ngoài sức mong đợi rồi chị. Có nghĩa là những cái gì mà lúc em đăng ký thì hầu như là hoàn hảo và ok hết. Cũng lạ ha, lần đầu tiên gặp bạn gái quất hai cái đồ gối đưa ra. Thì cái gì mình cũng phải tạo từ đầu tiên với chị. Nếu mà không hợp thì sau này khỏi luôn. Còn nếu mà hợp thì mình quen tiếp. Dạ đúng rồi, quan trọng là cái nhìn đầu tiên mà em thấy anh ấn tượng thật á. Để cho em nhớ. Thích không em? Thích. Thích, dạ thích là được rồi. Rồi sinh con cái thì sao? Anh thích con trai hay gái anh? Đó là con của... Con của mình. Mình đúng rồi. Còn trai gái thì vấn đề đó thì không quan trọng. Em thích con gái đầu lòng. Bạn nữ cũng là một cô gái mạnh mẽ. Em có thể bày tỏ cảm xúc của mình phút này với bạn trai. Em ngại lắm chị ơi. Bữa em cầu hôn người ta được mà. Vậy em hát tặng bạn trai một bài đi cũng được. Có bài Bún Bò ơi đó. Bún Bò ơi. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã mất anh rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp, không có cảm xúc, không có cảm tình, chúng ta không bấm vì nhiều người khác sẽ dành những cái sự ưu ái đó cho chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha.
bấm nút là hẹn hò yêu đương, không phải bấm nút để làm bạn, để hợp tác kinh doanh nhé. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Cảm ơn. Nắm tay nhau nào. Các bạn đã chính thức hẹn hò nhau và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, hướng đến một cái hạnh phúc bền lâu nha. Em thích mấy người mà nhậu xong ngủ em đập sướng lắm. Hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng ai cũng cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đập thôi à. Đó là bởi vậy. Đang là khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn? Khó là chơi luôn chị. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em tên là Nguyễn Thị Minh Thư. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho, chuyên xuất khẩu ba lô, túi xách cho chị ở Tân Bình luôn chị. Rồi quê em ở đâu? Em thì ở Bình Thuận. Rồi bên kia giới thiệu đi em. Em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi. Em hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một ngân hàng. Sinh ra lớn lên làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn. Có ăn chơi nữa hả? Dạ có, vì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị Cát Tường. Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là thể thao. Môn gì chơi giỏi nhất? Võ. Thôi nay chị có nói hớ gì em nhớ nhường chị chút nha. Dạ không sao, em chỉ là vận động viên thôi chị. Em mới học võ, em đọc em tới đai gì rồi? Dạ đai đen hai đẳng anh. Trời ơi bên kia có sợ không? À không chơi, em cũng đen hai đẳng rồi chị. Ủa không sao đâu anh, em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu. Mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi. Cũng được. Về những cái ưu điểm của em là gì? Em hòa đồng, rất là dễ nhập cuộc. Bất cứ cuộc chơi nào cũng nhập được. Trời ơi, rủ em đi rồi thấy nguyên cái đám tôi đang nói lộn nhà. Chưa xong, chưa xong. Em nhập cuộc được nhưng mà em có lựa chọn cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý, mà hợp tình thì mình chơi được. Còn những cái nào mà mình thấy nó không trái phái quá thì mình... Đúng rồi, chứ thấy dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á. Thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó là sao. Anh ơi, anh có thương chó không? Có em, nhà anh có nuôi con chó em ơi. Mấy con gì anh? Một con là em ơi. À em tới 4 con lận. Giống như lên đây khoe vậy đó. Khoe vỏ rồi dạ, khoe chiến chó. Tích chứ chị. Em còn cái ưu điểm đó là em không hút thuốc. Được, cái này em thích nè. Còn khuyết điểm của em á là em thường xuyên cuối tuần hay đi nhậu. Nhậu thì bình thường nhưng mà có xỉn không anh? Tới mức nào đó thấy trống trống mặt rồi đi ngủ em ơi. Ok, nhưng mà thường thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ á em đập sướng lắm. Em không sống ác được. À, ví dụ như anh sống hiền là anh sống sao anh? Mình không làm những chuyện mà hại người, hại đời. Ưu điểm của em gái là gì? Em mạnh nhất là về thể thao thôi. Và đó cũng là cái sở thích của em. Rồi, khuyết điểm. Cho nó hết ưu điểm đi chị. Dạ, em nói tại vì em nói thể thao thôi. Dạ, nhiều lắm nhìn vậy chứ. Giỏi lắm. Nấu ăn cũng được. Việc gì con trai làm được em cũng làm được luôn. Còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng ai cũng cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đập thôi à. Đó là bởi vậy. Thôi thì hỏi nè, em biết nguyên nhân tại sao em bị ế không? Men quá. Thì bớt men lại đi, thùy mị chút đi. Thùy mị làm sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Vỏ á, tẹt ngang gì cái nó quen rồi. Trời ơi ghê vậy hả? Khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn quen rồi chị. Lâu rồi đi thử rút chị coi, nãy đi sau lưng chị đâu có thấy. Tại vì em không hiểu Sài Gòn chợ lớn là sao. Đi thử. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Ghê chưa? Dễ thương mà. Bẻ tay anh qua anh coi, ta bẻ tay. Tay coi, dễ thương thiệt. Thử coi. Không, bình thường á là em đi rất là bình thường vậy. Nhưng mà khi mà thấy mấy bạn nam thì em bị liếu cái em đi vậy. Bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác. Dễ thương, vui. Được. Bên nó cao không? Bên nó cũng hơi cao. Em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Như sói ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có sói ca. Đúng. Bởi vì không có thằng nào mà tứ đổ tượng nó không đụng hết trơn. Mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy. Nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được, rất là ok. Với lại em ghét nhất là gì anh biết không? Với lại đừng có để móng tay móng chân, em ghét lắm. Móng tay móng chân cũng đẹp mà. Không, con trai mà ai mà để móng tay. Để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn. Không, con trai để móng tay nó hay gì chứ, mặt dữ lắm. Với lại em thích đường đinh và đầu cao cao, nhìn nó men. À vậy không, em quá men được. Cái tại người mà em thích á là phải cực kỳ men. Lúc mà em lên em cắt xe á, em xin lỗi em casting ở đây nè. Thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em, chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ? Hồi nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. 100% em là nữ. Cái thưa quý vị, vâng.
Hứa nha. Dạ hứa móc méo luôn nè. À móc méo luôn. Hồng mặt dễ thương. Ây da, bà Mai hôm nay hoang mang quá. Qua coi đàn trai coi sao đi. À vậy. Trời ơi, nếu bên đây tấn công là mình thủ thôi hả? Không, chơi luôn chị. Chơi luôn hả? Trời ơi, anh ơi, em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được. Nè, em muốn kiểu nào em kiểu em. Anh phải ghim em lại, em ơi đừng đánh anh thương em gì đủ các kiểu, tự nhiên anh quýnh em rồi. Em xung máy quýnh lại anh sao? Phải ngăn chặn từ đầu em ơi. Ngăn chặn bằng cách nào? Thì anh có cách của anh mà. Cách nào nói nghe đi. Thôi để tôi đi về đã. Bữa nay là quá khích rồi hả? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Có cá tính như bạn này thì được. Trời ơi, phải cá tính gì hả? Ủa là nãy giờ là khoái đó hả? Dạ đang khoái. Đang khoái? Dạ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái em không? Em thích người bạn gái là quá chanh chua và đánh đá và quá sống dựa vào người khác. Cái đó là bề ngoài thôi, chắc là em hiền khô hà. Với lại em thích mỗi người bạn gái là mỗi thứ đều có làm đúng nơi đúng chỗ, trang điểm đúng nơi đúng chỗ, ăn mặc hở hang thì cũng đúng nơi đúng chỗ. Anh ơi, em kính từ đầu đến đuôi luôn á, tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh. Trai này khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn? Khó là chơi luôn chị. Em sở trường của em là cái ăn với ca khó. Rồi hết biết hỏi gì luôn rồi đó. Cưới nhau về ở đâu? Nhà cửa có sẵn rồi chị. Ờ, có làm dâu không em? Vậy là về làm dâu phải không? Về làm dâu chị. Dạ không biết được không mà khó quá. Thôi để chị về đi, mệt quá. Làm dâu được không cô nương? Em không có câu nệ về việc làm dâu hay không làm dâu, bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau. Nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi, tối nhiều khi ta coi em đánh phim đó. Em đánh đấm mạnh mạnh quá cũng mệt lắm. Nhẹ thôi, nhẹ nhẹ xoa thôi. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với ai? Em đi với chị họ em và em gái ruột của em. Em ruột hả? Dạ. Trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy. Em chào chị, em chào anh Huyền Linh. Em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương, anh hiền nữa. Em với là chị em thì là hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi. Giống như trắng với đen vậy. Đúng rồi, sao anh biết tên của em vậy? Em tên là bé Đen. Chị em tên Đen còn em tên Trắng. Thiệt luôn á hả? Thôi thôi. Em thấy chị em có quýnh anh nào chưa? Chị em cá tính vậy thôi chứ không có đụng tay đụng chân gì. Hiền khô hả? Nhà em có cái quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau. Thì em mong anh là dớt giùm chứ cộng thôi tụi em làm như cô hết luôn. Ở nhà. Ờ, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với ba em. Con chào bác. Đâu, chứ biết bác nào chưa chơi chưa nghe dạ, ba dạ đây, chồng. Đây, em nhìn là bác ngồi trước mặt con ạ. Bác cho con xin ý kiến đi. Bác có lên máu gì chưa bác? Con đấm bóp rất là giỏi. Ba anh cao huyết áp em ơi. Bình tĩnh. Xin chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả và chào Châu. Tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều có miếng cả, có võ cả. Thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau. Một bên là Tây Kendo hay là bên kia thì là Aikido thì đại khái là cũng là bên tấn công bên thủ. Nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó cũng tế thôi. Có những cái thuận lợi nhưng mà cũng có những cái là bất cập đấy. Dạ vâng. Về hình thức rồi là về nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát. Dạ cháu cảm ơn bác. Đã có đai đẳng hai là đã thấy thế là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy. Dạ cảm ơn bác. Thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Thôi chào Sơn anh. Rồi tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống. Không ngồi xuống ấy, đàn em. Chị tin em là đen đà hai đẳng, nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bị xề quá, chị không tin. Yên tâm em về em gò lại cho. Không, nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng hà đen hai đẳng không? Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Đó, chưa, từ từ. Từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Trời ơi. Xả dao thôi nha. Rồi xong. Thôi rồi, thôi rồi. Ôi trời ơi. Đỡ gì mà chậm vậy? Người ta lên gối rồi lúc mới đỡ. Không, nếu mà là bạn nam thì khác chị. Bạn nam mà nó tấn rồi đó. Hồi nãy á, anh dễ lắm. Anh cứ gạt cái giỏ cái anh ôm em cái là em hết đánh. Chúng ta có 2 phút thôi. Nói sao cho nó tình cảm. Đừng có lấy giỏ ra quýnh lộn hoài nha. Bắt đầu. Anh học môn gì? Aikido em. Aikido anh hai đẳng hả? Anh dạy chưa? Anh đi dạy rồi. Hiện giờ anh còn đi dạy không? Còn em, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì công việc anh nhiều khi về trễ nên anh chỉ trợ giảng thôi. Mấy giờ anh đi làm về? Anh về thì anh làm hành chính, 5 giờ anh về. 2-6 anh làm 7 anh rảnh không? 2-6 anh rảnh. 2-6 đi tập giỏi với em.
Ngày đó anh đi dạy rồi. À, đi dạy Aikido hả? Aikido. À, vậy thôi dạy em luôn đi. Em chưa biết học Aikido. Vậy em anh với em và anh hai đứa dạy nhau. Em đâu có dạy được gì, em chỉ dạy được Muay Thai boxing thôi. Anh học cái gì? Taekwondo. Học boxing đi. Học boxing hả? Rồi được. Ủa, đây lên nói chuyện quấn võ hả? Tình yêu. Lần đầu thấy có cảm nhận gì không? Có gì trong danh mục cấm của em không? Có chút xíu nhưng em sẽ gọi anh được. Bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym. Không, cái đó thì em quan nghĩ thưởng đi. Sao vậy? Tại vì anh nói chung là anh không phải là mẫu người 6 múi, anh thích gom múi 6 múi vô 1 mà. Tập thể thao là vì con người mình nó khỏe khoắn nhờ. Người ta nói chuyện tình yêu. Thường thường em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò? Dạ em bất thường lắm anh, đi xem phim thì em đau tim. Anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi? Em không coi phim ma đâu. Dân nhà võ mà sợ má. Dạ em sợ ma lắm. Có yếu điểm. Em hả? Em sợ nhất là cây kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Anh không thích cái gì ở con gái? Con gái lấn lướt anh quá. Tại vì dù cá tính như nào, hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó, nhưng mà vẫn phải dưới anh một bước. Mà anh dám anh hơn được không? Tại vì em rất là muốn người ta hơn em. Thì cố gắng thôi, tại vì không phải là cố gắng mà là nhất định phải được. Chắc chắn được. Cười rất là nữ tính luôn á. Cười đó. Anh có nhường nhịn em được không? Nhường nhưng anh mà tùy chuyện. Anh có sẻ chia với em được hay không? Anh vẫn sẵn sàng sẻ chia. Anh có tha thứ được hay không? Bà hỏi đúng cho tao trả lời luôn đi bà. Bà hỏi thì bà phải để cho người ta trả lời nữa chứ. Bà hỏi hoài bà không cho tao trả lời. Chắc cắn lưỡi. Không được cắn lưỡi. Anh phải hơn em. Anh nhất định anh phải hơn em. Thì bà phải cho người ta nói người ta mới hơn được chứ. Dạ em xin lỗi chị. Bà nói không rồi, tao có nói gì đâu mà biết tao hay không hơn. Là đẹp. Hơn nhưng mà hơn là vấn đề gì? Tại vì nó rất là nhiều phạm trù. Tất cả các phương diện anh đều phải hơn em. Có thể. Anh không lên được, em sẽ nâng anh lên. Okay. Với lại anh thích phụ nữ ở nhà, lâu lâu nấu ăn. Ừ, nấu ăn thì em nấu vô tư lắm. Vậy nấu đồ nhậu được. Trời, đồ nhậu là em nhất. Nhưng mà em không nhậu đâu nha. Em bị bệnh tim, em không có nhậu. Uống được không? Độc giả bệnh tim căng quá vậy. Bệnh tim nãy này nói nhiều quá thật vẫn thở nổi. Dạ, tim thầm. Thật ra là em có bị bệnh. Nhưng mà hơi chút thúc thôi. Thì nhìn vô là thấy em bị bệnh rồi. Đâu có thấy là tiền bình thường. Đúng không chị? Anh nói thật lòng mình nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này? Dễ thương giống Doraemon. Cưng. Cưng. Đại khái về làm bao cát cũng được. Ừ, đó. Cá tính thì anh thấy là như anh mong muốn rồi. Nhưng mà còn cái gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại. Đừng hãm em không thích hãm đâu. Thôi hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút. Bấm là cưới. Chúng phải bấm là chơi. Năm sau đẻ luôn nha anh. Ok em. Vậy đi. Em xích con trai. Rồi trật tự. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm luôn đi. 1 2 3 Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đi đâu vậy? Trật tự. Phải không? Phải không? Không. Còn cái nào? Hai đứa này mà ra thằng cướp nào mà xui xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết luôn. Chết quá. Thôi chúc cho hai đứa hạnh phúc nha. Rồi xin mời chàng trai của cặp đầu tiên. Để xem chàng trai ngày hôm nay trong tình yêu suy nghĩ như thế nào. Wow. Xin mời bạn ơi. Rất đẹp trai. Thank you. Phong trần. À ngầu hả? Đeo kiếng vô cho ngầu nữa. Em đeo kiếng vào thì nó hơi giả nhau một chút. Vậy đó. Đó. Something like that. Đẹp trai. Bạn tên là gì? Thank you. Em quen quen nè, như chơi yeah. Chương trình trong bạn có thực tài nè. Dạ vâng. Tuyền, Tuyền đúng không? Dạ vâng ạ. Bắn Ngọc Tuyền. Dạ vâng. À nhớ rồi, chàng trai rất là nhiều tài lẻ. Dạ, vâng. Đàn ca sướng hát. Bắn Ngọc Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Từ Nguyễn Huyền Di. Dạ, em 19 tuổi. Cái gì? Dạ phải, cách đây 10 năm. Cũng chơi, tôi nữa. Dạ. Ô, nói chung là em quá trẻ. Hiện giờ em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở một cái công ty chuyên về sản xuất mực công nghiệp. Bạn Tân Ngọc Tuyền, nghề nghiệp của bạn hiện nay là gì? Em là giảng viên về âm nhạc và vũ đạo. Tôi bạn sáng tác hả? Dạ vâng. Hay là dạy đàn? Cả sáng tác, cả dạy đàn và dạy nhảy.
Hôm nay tôi hào hứng trong người quá à. Thôi bây giờ là tôi muốn khai thác bạn nữ à, hiện tại giờ công việc chính của em á, em làm cái trách nhiệm vụ gì trong cái công ty của em? Dạ thì làm trong phòng kinh doanh công ty của gia đình. Trước khi mà em làm việc cho cái công ty của ở gia đình mình á thì em làm việc ở đâu? Dạ em học bên Úc chị. Ủa ở bên đó bao lâu? Dạ được 8 năm rồi chị. Em về đây được bao lâu? Dạ cũng được vài tháng, em về hồi tháng 3 á chị. À là chị có mới về Việt Nam dạ. mấy tháng này mới về đây thôi. Sao biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà đăng ký tham gia? Dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh Linh, ba má em kêu vui lắm vui lắm, nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký. Cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn, ba em còn tặng em cặp khẩu trang nữa, kêu là trời ơi đi nhớ đeo vô nha, mắt công bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ dục. Trời ơi à, không em yên tâm đi, cái khẩu trang của ba em tặng không có sử dụng được đâu chị, mà nhìn em chứ còn chịu không nổi nữa mà. Anh nói Tăng Ngọc Huyền nghe nha, cô bên kia rất là lanh nha, học ở Úc 8 năm nha. Bây giờ bạn có thể giới thiệu sơ cho cô bên kia biết nè, bạn dạy âm nhạc, sáng tác nhạc này kia, mà bạn có ca khúc nào về tình yêu chưa? Dạ có rất nhiều. Ví dụ bạn hát tặng một ca khúc về tình yêu cho bạn kia bên kia đi. À, của em hay là của người khác? Rồi bây giờ tôi yêu cầu lãng mạn nhất đó, okay. Hoài không cần biết, vỗ tay. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiểu thiết tha cho lòng đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngu sâu vòng tay êm ái. Bây giờ trong người em cảm giác trên khi như thế nào? Thấy rất là tò mò. Mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không? Chị hỏi em ngại quá. Không, không ngại chứ chị là chị thấy phấn khích trong người lắm. Trời ơi, em muốn giếm màn em coi liền luôn. Không được, không có được. Tôi xin hỏi là Tăng Ngọc Huyền đã trải qua khoảng mấy mối tình rồi? Năm. Lý do tại sao? Hai mối tình đầu là do non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm. Rồi. Mối tình thứ ba là khi đã chín chắn và tìm được đối tượng nhưng lại không biết quý trọng. Thứ tư là tuyệt đỉnh tình yêu nhưng thời gian và địa lý chia cách. Thứ năm là lúc đó em tự lừa dối bản thân, tức là bởi vì em muốn tìm lại hình bóng đó và em yêu một cách là giống như kiểu là một cái sự thay thế. À, tức là bạn nghĩ bạn chọn ra cái hình bóng của người trước để chọn người yêu. Người ta biết được người ta bỏ bạn luôn đúng không? Dạ vâng. Đó là sai lầm, vẫn là em. Lần thứ 6 chắc có lẽ mình rút kinh nghiệm nhiều hơn đúng không? Đúng ạ. Bây giờ mình xác định cho kỹ đi, đối tượng của mình phải là người như thế nào mới hợp với bạn? Chỉ cần phong cách phương Tây một chút. Đó, mình đúng vậy. Rồi, em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói nhiều. Nói nhiều. Còn gì nữa? Em có tật xấu gì? Em có rất nhiều tật xấu. Lăng nhăng. Hả? Cái gì vậy? Nếu mà có người yêu sắp tới là bỏ nha. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, bởi vì em nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá trớn trong việc đùa cợt. Hơi khùng khùng đi điên khùng đúng khùng không? Điên, chính thì nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi. Vâng. Nói chung là từ từ là thay đổi. Ha, là còn gì nữa? Nóng tính. Gì? Em có thích người yêu của mình là một nghệ sĩ không? Dạ, chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ thử nghĩ coi. Tự nhiên cái nó tắt luôn cảm xúc của mình. Sao? Tự nhiên... Nghe chữ lăng nhăng. Dạ, lăng nhăng á chị. Lùng bùng lỗ tai luôn. Nó đè một cái bẹt, em bẹt tí luôn. Không sao em, tại vì á hồi đó giờ cái anh này ảnh quen những người khác mà mấy người đó toàn là đu đeo thỏa ảnh cho nên ảnh mới lăng nhăng. Bây giờ em làm sao mà em phải lật kèo lại cho chị? Em đừng có xúi người ta lăng nhăng đi nha. Em tự nhận xét em là một người như thế nào? Rất là khó chịu. Ai mới gặp em cũng kêu em chẳng hết trơn á. Cái mặt như cái bánh mâm bánh bèo vậy á. Bèo đó, bánh bèo. Nhưng mà nếu mà tiếp xúc mà chơi lâu dài thì mọi thứ thay đổi. Nói chung là khác hẳn. Em rất là thương bạn bè. Thì nếu mà chơi được thì em sẽ rất là hết lòng với bạn bè. Em nói nhiều lắm. Dạ em ghét. Rất là thích một cái người đàn ông là... Thích người đàn ông gì em? Dạ cá tính mạnh. Bên đây cá tính lắm, nó cũng thật. Em không thích cái gì ở người đàn ông? Dạ lăng nhăng. Nóng tính. Người đàn ông mà giống như là nhu mì chút xíu thì vẫn dễ chịu hơn. Không phải là nhu mì mà là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.
Em yên tâm đi, nghệ sĩ cứng đầu lắm em ơi. Nó khùng khùng. Khùng thì em không sợ, chị khùng thì em còn khùng hơn. Đúng rồi, nó vậy. Quá, để tôi coi coi. Sao? Sao? Dễ thương quá là. Ủa cái này khùng được à nha. Cặp đôi này hấp dẫn à. Bên đây cũng khùng, bên kia còn cũng khùng nữa. Nói chung á là khùng dễ thương, mình nói vậy thôi. Okay. Nhưng mà anh nghĩ rằng cô bên kia cũng cá tính giống như em vậy. Wow. Nhưng vấn đề là hai bên sẽ kềm chế với nhau thôi. Hai bên kiềm chế rồi. Ủa bữa hôm em thì bao nhiêu kềm tuổi? Kềm chế chút xíu em sẽ hỏi người kia, anh đâu biết đâu. Bao nhiêu tuổi chị quên rồi. Kìa. Bao nhiêu tuổi chị quên? 30 tuổi. 30 hả? Bên đây 29. 29 gặp 30. 29 30. Trời ơi. Em nhảy hay hơn chị. Được không? Em hát hay hơn chị. Dạ, còn gì nữa? Mà diễn chưa chắc em diễn bằng chị. Bây giờ mình tiếp cận người đẹp, mình chinh phục người đẹp bằng một trái tim chân thành. Dạ. Bỏ cái diễn xuất qua một bên đi. Đúng rồi. Rồi. Mở màn lên là phải tập trung chuyên môn nha. Đầu tiên tôi nghĩ rằng bạn gái. Dạ. À, có, em đi có với đây theo với ai? Dạ, em đi với bạn em. Bạn đâu? Dạ ngồi dưới. Dạ chào chị. À, hồi nãy giờ em thấy được hai bên đúng không? Em thấy dạ, bạn thấy rồi. Kia, bạn gái bên kia có phù hợp với bạn gái của mình không? Em không phải chị Di cho nên giờ kêu chọn cũng không biết là phù hợp hay không nữa. Nhưng mà theo nhận xét của em thì người bạn trai bên bệnh có dễ thương không? Thấy cũng dễ thương, lãng tử. Nhưng mà thấy lăng nhăng là phải đánh dấu chấm hỏi thiệt là lớn. Đó, rồi. Dạ rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên để cho anh chị sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau. Ngồi xuống đi em. Dạ. Từ từ bình tĩnh, đừng có vội. Chuẩn bị, màn đâu kéo lên. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời hai bạn. Wow. Anh làm quá. Rối rồi, bối rối rồi. Chắc luôn. Anh rất thích những cô gái có phong cách phương Tây. Cái gì vậy trời? Thực ra nói rằng anh lăng nhăng thì không hẳn, mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ. Giống như là giống như anh Tiết Cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt hai con, anh bằng nguyên cái rổ là anh hứng cá vớt cá luôn. Anh là một người thích phiêu lưu, như vậy chắc chắn anh là một người thích vượt qua thử thách. Khi anh thấy thích một vấn đề gì đó, dù nó khó khăn hay nó có nhiều cánh cửa, anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh là người giỏi nhất và xứng đáng có được nó nhất. Em có giống như vậy không? Nếu em cảm thấy mà anh làm đúng thì em sẽ ủng hộ. Dù em có bấm nút chọn hay không, anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Anh suy nghĩ cho kỹ nha, em nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm luôn á. Anh cũng rất lăng nhăng. Thì em có quyền không bấm nút không anh? Đúng. Rồi, chúng ta trở về vị trí cũ. Giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì bạn sẽ nhấn nút. Nếu bạn không đồng ý thì bạn không nhấn nút. 1 2 3 à, rồi, bấm rồi. Bấm hơn nút luôn rồi. Đó, tôi thấy rồi, cái người mà tỏ vẻ là thể hiện quá thì cái người đó bao giờ cũng yếu đuối hết trơn á. Cái người ta bình tĩnh, người ta nhẹ nhàng, người ta giấu vào trong. Tôi xin hỏi bạn nữ, bạn nghĩ gì về bạn trai đối diện với bạn? Dạ thú vị anh. Thú vị? Dạ. Cũng khùng khùng. Anh thú vị có nghĩa là thôi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Chúc hai bạn sẽ quản lý được cái khùng của nhau. Ha. Chúng ta sẽ chờ để quay số may mắn. Trai. Trai, ngồi đêm trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Long, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng. Và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày.
2 ngày. Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ em làm kế toán. Rồi mình ở Tây Ninh có một mình hả? Dạ ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn. Mời nhà gái. Dạ nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều làm gì Kiều? Dạ em làm công việc bán phúc anh. Từ Đà Nẵng vô đây hả? Dạ. Rồi thôi chuyển kế toán về Đà Nẵng thôi. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi Kiều. Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Hơi ngang bướng hả? Bên đây vui vẻ hòa đồng với hơi ngang chút xíu thôi. Dạ. Nhà trai thì sao? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon là sai. Vậy là ưu điểm với nhược điểm gì? Không làm nghề em mà không uống được là nhược điểm. Đâu có, nói thì thôi chứ giờ cũng đâu phải rượu bắt khả ép nha. Dạ. Thật ra là không có sao đâu. Mình không uống là tốt á, uống ít cũng vui vui tí thôi. Dạ. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng, học ngoài đó 4 năm. Rồi sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Học Đà Nẵng 4 năm học gì à, em? Em học đại học ngoài đó. Đại học ngoài Đà Nẵng hả? Dạ. Trời ơi, gì mới sinh lên Tây Ninh mới 2 ngày gặp ở Đà Nẵng rồi. Biết đâu tuần sau dọn về Đà Nẵng thì sao, đúng không? Dạ. Cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. Rồi đâu có tiền là mình có mặt ở đó, đúng không? Dạ. Bây giờ thì mình nói về đường tình duyên đi. Dạ, tình duyên thì em nói thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào, kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Thì lúc trước làm bên kia đó thì kiểu như thì mình em cũng thích người ta thì bình thường là em cũng nói, nhưng mà khi mà gặp trực tiếp đó, thì nhiều lúc là đơ không nói được, hoặc là nhiều lúc là kiểu như suy nghĩ máy nói làm kiểu như người ta thấy nó quá lúa đó, người ta không thích. Còn mình có những bạn thì cũng ái, thì kiểu như tỏ tình với em mà em thấy tính không hợp, với lại em thấy không có sự chín chắn lắm, mà em thì không muốn trễ cái thời gian hái của người ta thì em từ chối và em tránh không có liên lạc anh với chị. Rõ ràng ha. Dạ. Mình không thích là mình nói luôn. Dạ. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Trời ơi, đơn phương qua lại rồi. Đúng còn rồi. Từ chối nữa hả? Ừ. Từ chối làm chi vậy không biết nữa. Thì tao không hợp tao từ chối luôn chứ sao. Thì tao quen đi cho nếm mùi vị. Đây là coi như nguyên vẹn nha. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. À quen xa quá cho nên thôi chia tay hả? Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ quen 1 năm. Quen 1 năm rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng được 1 năm rồi. À bên đây cũng đơn giản lắm, quen 1 năm mà tại yêu xa nên không tới được. À, cũng như không, quen có 1 năm mà yêu xa coi như chặt lắc luôn rồi. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? À, thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn một xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa một xíu cũng không sao. Bởi vì trong tình yêu mà hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia, đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Trời, chín chắn dữ vậy đó hả? Miễn lo cho gia đình được. Bởi vì em nó cũng có tính là nhiều lúc là em không có giữ trong làm, có gì em nói, nếu mình nói đâu là sao xong đầu, nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất làm. À, trời ơi. Kiểu như nói không suy nghĩ, cứ mở miệng nói. Cái này là mệt lắm á. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Dạ, giống dạ. Như mới vừa gặp Ngọc Lan nói sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Thì ghê. Không, mấy cái đó thì không, nhưng mà nhiều không lúc đơn giản giản á. Ví dụ đơn giản với nhau thì nhiều lúc nói. Cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em thì mới có thể vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Yeah. Mình có cái hình mẫu nào không? Dạ thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bạn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được, và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. À, rồi. Không có cô gái nào xấu hết. Đúng. Cô gái của chị rất xinh. Chị có quá xấu ý hả? Không biết làm đẹp thôi. Trời trời gái. Nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề ghê. Muốn bỏ nghề mai mối luôn. Tại ông đó. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì, chỉ cần
yêu thương chân thành, yêu là được, hiểu quan tâm là được. Bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được, lo cho gia đình là được. Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Hai bạn này đơn giản quá ha. Đơn giản vậy thôi. Vậy thôi thôi để gặp nhau đi ha. Không, mình hỏi người thân á. Mình... vậy đi. Người thân mình đi với ai cưng? Đi với bạn. Bạn. Bạn ơi. Khách. Mình bỏ ra. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Trước hết là em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây, thì chị bên đây là người theo em nhìn đó là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình, chị ấy nhìn rất là chững chạc, em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt, thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Cảm ơn. Kiều đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. À chị hả? Chào chị ruột Kiều á hả? Dạ chị bà con. Chị bà con. À chị cứ nói đi chị. À, chào Quyền. Được rồi chị. Chào Quyền Linh, Ngọc Lan, mình là chị của bạn Thanh Kiều. Mình tới đây là để ủng hộ bạn, tại vì bạn từ ngoài Đà Nẵng vào đây có một mình. Dạ. Thì theo như qua trao đổi và nói chuyện ấy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. Thì em cứ cho bạn nó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì em gái của em thì cái tính cũng hơi ngang. Thì ghen hả? Hơi ghen. Hơi ghen. Đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau, để là có gì nếu mà có cơ hội thì tụi mình tới với nhau nó hay hơn. Dạ cảm ơn chị. Thôi mở rào bắt đầu nha Đạt. Em hỏi em nhiệt hơn này em sống. Mình cứ tiến về Đà Nẵng thôi. Rồi tấn công đi chàng trai. Có món quà này. Tết mình đeo lên. Trời ơi. Thì đứng xích qua đây, đứng xích ra giữa. Rồi hai bạn. Đây tay phải. Quá trời đẹp. Trần Tiến có bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn đó. Vòng tay cầu hôn tình yêu của rùng. Anh rùng dữ vậy. Trời, hay quá. Hay quá. Kìa. Nhận quà em ơi, nhận quà. Có những quà tặng anh. Rồi hai bạn về chỗ. Rồi ngồi thẳng lên cho mẹ. Rồi hai bạn quay mặt qua nói chuyện đi. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao anh? Thì hồi nãy giờ đó, qua cái trao đổi và cái thông tin đó, thì thấy cũng ổn, cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc mình cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng, hoặc là mình sẽ không nói lại, bởi vì khi mình nói lại đó thường thường là mình sẽ đấy. Cho nên khi mà nhiều lúc bận ngon hay bận gì đó thì lúc đó có thể mình sẽ chọn im lặng để từ từ nó qua. Và không, cái thông tin nãy riêng đấy, Đà Nẵng là bọn ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Thanh Khê, hồi xưa mình học cũng ở đó. Dạ, chị anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới vừa lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Bạn ấy đi bôn ba khắp nơi luôn á? Không, nếu nói về đi thì em đi cũng khá nhiều rồi. Từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Cho nên nhiều lúc làm đi miết, cho nên bây giờ cũng muốn ổn định một chỗ. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Quan điểm của mỗi bên đi. Thì quan điểm của em hôn nhân đó, thì cái đó là cái sự đồng thuận của hai bên. Và hồi nãy em cũng nói có sự nhường nhịn và son sẻ nhau, chứ không phải là của người này hay của người kia, mình nói là của chung gia đình. Và quan điểm của em đó thì ví dụ như em thì em cũng không rượu bia gì nhiều, không rượu bia, cho nên em đi làm thì em chỉ về nhà hoặc là đi uống cà phê đó thôi. Còn liên quan mà ví dụ lương của em đó, thì nếu bạn nữ muốn thì em sẽ đưa, em cũng không giữ, bởi vì em cũng không có tiêu, không làm gì nhiều.
quan điểm bên nhà gái với em thế nào, nói đi. Nói chung là nếu mà tìm hiểu được thì mình xác định tới. Còn nói chung là yêu hay sao thì phải tôn trọng, hiểu nhau, chia sẻ công việc cho nhau. Rồi bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Người Đà Nẵng đó. Nếu như mà được đó, thì hiện tại đó, thì em có thể sắp xếp cuối tuần chủ nhật em ra đó, có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần. Chúng tôi có nhiều cặp đôi nha. Khi thời gian mà xác định đó, thì có thể em sẽ chuyển. Nếu tùy theo U Minh bạn nữ. Đó, rồi giờ bạn nữ thấy vậy, bạn nữ có ý kiến gì không? Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong chương trình này có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Nha Trang, rồi người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Hà Nội vân vân. Nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Đấy, nói các bạn tự tin, thực ra cái khoảng đường nó không xa gì. Biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau là không có gì trắc trở hết trơn. Với bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không khó gì đối với bạn ấy. Thành ra là đừng có lo lắng gì cả. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau và có yêu thương nhau không thôi. Thành ra sợ em gái lo lắng cái chuyện đường xá xa xôi thôi. Ngày xưa thôi. Yêu xa chia tay đó. Đó. Thì bởi vì nãy giờ ngồi có vẻ hơi căng thẳng đúng không? Em thấy sao? Nói chung là mới gặp nên cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Đó. Em hỏi đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ là hai đứa mình yêu nhau tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu? Cái này đó, nếu yêu nhau mà thấy hợp đó thì chỉ cần bọn nữ quyết định thì bên em giờ nào cũng được. Giờ nào cũng được luôn. Thấy chưa? Dứt khoát giờ nào cũng được hết. Cô gái thì hơi ngang bướng hay gọi là hơi lì chút xíu á, em có chịu được không? Dạ thì nói chung là mình sẽ chịu được, nhưng mà sẽ cũng sẽ có đau lúc đó, bởi vì không ai hứa trước được gì, thì lúc đó thì mình phải cố để qua thôi, bởi vì nó là sóng gió của cuộc đời mà. Hay quá. Em gái thấy làm sao? Hả? Em thấy cũng được. Thấy cũng được. Chị thấy em còn vấn đề gì lo lắng đúng không? Em lo lắng cái gì thì em nói đi, để may ra thì chị với anh Quyền Linh có thể giải quyết được, có thể giải tỏa được cho em. Nói chung là quen xa nên em cũng hơi ngại. Dạ. Vậy ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, rồi em có tấn công quyết liệt không? Dạ nếu mà quyết định đó thì ngay liền không được, nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể di chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau vài tháng thôi, ta chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi, không xa đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn nên cho nhau cơ hội đi. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn ấy rất là quyết liệt luôn đó. Thật ra một con người mà rạn lĩnh như thế cũng khó lắm nha. Đã yêu là dời luôn. Đúng rồi. Mà kế toán thật ra là cũng rất là chủ động trong cuộc sống, rất là hay luôn. Mà bạn ấy đã từng đi rất là nhiều nơi, để bạn nói đó, nhiều nơi lắm. Em từ Đà Nẵng bay vào luôn hả? Dạ. Vấn đề là cái tính cách hay là tất cả mọi thứ có phù hợp hay không thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Mà em trai đứng lên mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau, tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đúng hai rồi, hai tay bên kia luôn. Rồi mình đó đó, mình cầm như vậy mình thấy thì sao? Bên này cũng chưa yêu lật đầu đó, đây lật đầu nắm tay đó, rồi nắm gì nè, đó chặt vô nó chặt vô. Trời ơi, lần đầu em trai tôi chưa có biết yêu, còn zin luôn á. Còn có chưa? Gật nhẹ quá, không tự tin. Gật mạnh lên là có không? Thấy chưa? Nhà trai tôi chưa yêu lần nào hết trơn á. Nhà gái dù sao cũng có mối tình rồi. Thật ra người này khó tìm lắm. Bây giờ á 17, 18 yêu hết trơn rồi. Dạ. Thấy không? Yêu tới cái gì luôn á. Tới cái gì, thấy không? Thành ra giờ đây là người trong trắng ngây thơ, chưa có kinh nghiệm gì yêu. Mà là yêu quyết liệt.
yêu không buông luôn nha. Không kinh nghiệm yêu nhưng kinh nghiệm sống rất là nhiều. Bây giờ nè, em trai nói những cái gì, suy nghĩ về người đối diện, em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện, em cứ nói hết lên, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào, chinh phục người ta lên nào. Nói gì nào? Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đâu thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là mình sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và nói cái tương lai, cái tương lai, cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Hát tặng bài luôn. Cái hát thì thật chắc là em nghe nhạc rất là nhiều nhưng mà em không thuộc được cái đoạn nào. Câu thôi. Em thích hát bài nào em cứ nói, chị Lan nhắc cho. Về Quảng Ngãi mình ơi. À, bài đó thì không nhắc được, tại không biết. Vì đó là em không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Tại yêu em bèn mây ngàn biển rộng, tại yêu em trong bên tàng ngày tặng, yêu em vì chỉ biết đó là em. Hát mà không kịp nhắc luôn á. Rồi. Về chỗ. Em gái có thể hát lại. Ủa? Hả? Em không phục bài nào ấy. Phục bài đúng không? Thật sự á, anh nói á, em trai rất là chân thành luôn đó. Nha. Em đừng có lo lắng điều gì hết đó. Mở lòng ra đi nha. Rồi thôi được rồi, mình về ghế mình ngồi đi. Quyết định là do em thôi. Những gì nhà trai đã nói hết rồi, nhà trai đã cố gắng hết sức mình rồi. Nếu em cảm giác đây là một người mà em có thể cho họ một cơ hội để tiến xa hơn, 2 tháng sau họ về Đà Nẵng luôn ha, thì em cho cơ hội. Còn nếu không thích thì không cần bấm nha. Không có gì ép buộc con tim mình cả. Hãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Để tay vào đi em gái. Đạt. Ê Đại. Ê em trai chú quên. Rồi đánh đáy rồi Đạt. Lo ngó bên đây, quên bên đây. Buồn ngủ lắm rồi. Kiều Đạt ha. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ sau khi đưa ra quyết định. Bởi vì đây là một cái quyết định, nó là một cái bước ngoặt của cuộc đời mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Lo cái cô này dễ sợ luôn vậy đó. Không, nãy tôi nói nhỏ. Nắm tay đi nào. Chính thức mình hẹn hò. Đây, anh chị nắm tay này, anh trai. Để gì hết, để vô. Chưa có yêu lần nào nắm chặt vô. Không có buông nhau nha. Không. Cô gái này hơi bướng một chút nhưng mà chị nghĩ là với cái sự dịu dàng của em, với cái sự quyết liệt của em sẽ chinh phục được cổ. Quyết liệt lên. Một nụ hôn đầu tiên nghe má rồi. Để nguyên đầu tiên, từ từ đầu tiên mà lâu lâu một chút, hít vô chứ không có định nhịn mình. Chán ghê vậy. Hát mà mình hát tình cảm vô. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em cầu đó. Này nó hát giật mình luôn á. Tôi thấy là không cần biết em là ai không? Không cần biết em là ai. Nhớ hát cái khổ kỹ lên. Em biết không vậy, em hát dở, em đâu có hát đâu. Không phải hát dở nhưng cái thái độ hát đó. Em không biết là nó không có biết. Nhưng mà cái không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Làm ơi. Thôi đi ông đừng có ưu về, thằng nhỏ không có hát như vậy. Choáng luôn. Thôi. Không cần biết em là ai, tình cảm vô nha. Nó chưa yêu lần nào tội nghiệp lắm. Còn bên nhà ha, bên nhà gái bấm tôi hạnh phúc luôn á. Tôi hồi hộp thiệt á. Ráng nha em gái, anh năn nỉ em á. Anh thấy tự nhiên thấy quý người đàn ông này đó nha. Tụi em phải cố gắng lên, cố gắng lên nha. Tụi em còn rất trẻ cho nên có thể có nhiều cái tụi em chưa có va vấp. Khi mà mình bắt đầu cái cuộc sống này nè thì là mình sẽ có rất là nhiều cái va chạm, mình sẽ còn nhiều cái cảm xúc khác nhau nữa. Rồi. Cho nên là phải cố gắng thì mới có được nhau nha. Yeah. Lo lắng chăm sóc quan tâm cho em gái, ngược lại cũng thế ha. Yêu xa không có quan trọng, đâu có xa đâu, nhiêu đó đâu có xa, có cả ngàn cây chứ nhiêu đâu có xa đâu.
Nhưng mà bây giờ cái hệ thống xã hội, mạng xã hội nó nhiều lắm. Đúng rồi. Gặp nhau hàng ngày, nhắn tin, FaceTime, Zalo, Facebook, chúc xuống sinh liền ha. Ha. Nhớ chưa? Kẹt lắm, tôi gửi xe Tây Ninh, bánh tráng trộn Tây Ninh, nó gửi xe đò về Đà Nẵng cho ăn riết ghiền ha. Tới chừng nào đó mình về luôn. Được chưa? Thấy vui không em trai? Này nó hiền khô thiệt á. Có muốn nói gì với gia đình không? Gia đình đang coi tivi ở nhà. Ma má ơi, con có người yêu đâu? Hả? Người yêu đâu đời, nụ hôn đâu đời. Không cần biết em là ai, không cần biết em là ai luôn. Không dám nói gì đâu. Không dám nói, thôi tặng quà. Tặng quà, chương trình tặng quà cho hai em. Đừng buông tay ra, nắm chặt vậy hoài nha.